Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu với các bạn một đồ đưa cái laptop cho anh luôn. Một chơi mới đó chính là laptop và những cái thứ khác nữa là trò chơi điện tử, máy chơi game, iPad và iPhone. Rồi. Các bạn có thể làm tại nhà. Rồi. Tại bất kỳ đâu. Rồi. Các bạn cái này các bạn có thể đưa cho em bé chơi hoặc cho búp bê chơi. Rồi. Bất kỳ siêu nhân chơi, nữa. Siêu nhân chơi. Đâu cái đó là cái nào? Cái laptop nè. Đâu mở cho khán giả. Đấy. Đốt xe rốt, đốt xe rốt. Có cần giúp không? Rồi. Đâu mở ra rồi sử dụng như thế nào? Sử dụng bấm bấm quay màn hình nhé. Đâu? Đâu? Ông Si sử dụng coi. Xin mời Si sử dụng. Quay lại rồi. Rồi. À, tốt tiếp tiếp. Gần chùm chùm chùm. Ta to tí rồi. Sai. Rồi, sử dụng. Ừ, trời. Chơi không cần pin, không sợ giật điện. Nói. Đâu, đưa. Chơi không cần pin, không cần sợ giật điện. À. Rồi, tiếp tục sản phẩm. iPhone. Không cần pin, không cần sợ giật điện luôn. Đây là iPhone 11 mới ra. Không có mấy nút home luôn, Mini. iPhone gì đấy? Bây giờ là máy chơi game. Đâu chơi như thế nào? À, nút lên xuống rồi qua lại hả? Có sẵn con Zumba trong game luôn kìa. Trời gì đang trên đó, trời gì đang trên màn hình đó. Rồi chơi tiêu diệt Zumba. Rồi chơi Zumba, rồi tiếp. Tiếp đây là iPad. iPad sử dụng như thế nào? Đây. iPad gì á? iPad đời bao nhiêu vậy? Có nút home không? Đó. Đâu, nào, nút home đâu? Có nút home mà. Nút home đâu? À. Rồi logo đâu? Logo của Apple đâu? Logo đâu? Quả táo cắn dở đâu? Đây. Đó xa nó dòm cái logo coi. Đây đó, dạ. Cao. Đó, đây là cái logo. Logo này trời răng súng cắn. Mẹ thùm lum. Đây là Apple. Đâu rồi. Mở ra ta cho mọi người cùng coi. Đây sản phẩm của ông Si. Ông Si Vlog. Đây là hiệu. Chị Apple. Chú quả táo. Đây là quả táo như mặt trăng á. Đây là máy chơi game. Máy dùm bài nè. Xe cho nó sáng nè. Xe phải. Lên xuống trái phải. Cái này xài không giờ hết pin. Xe cái người nó cho nó sáng nè. Đây là gì đây? Cái này iPhone. Máy gì? Này iPhone hả? Chơi nút home nè. Nút home sao mà méo xẹo à. Rồi logo iPhone. Chú ba mắt luôn nè. Rồi còn cái nào nữa? Còn cái máy tính. Đây logo Apple đây. iPad. Cái này là để nghiêng cái hình gì trên đây? Đây là nó để. Đây cái cổng sạc ở đâu? Cổng sạc. Máy này có sạc không? Cái này không cần sạc. Cái này là chơi không bao giờ hết pin mà. Mày không bao giờ. Máy tính này không bao giờ sạc luôn. Ừ. Máy tính có thay màu được không? Thay màn hình được không? Được chứ. Đổi hình sao? Đổi hình một cách tên này. Để cho anh Si quảng cáo, Đang chương trình của anh Si mà. Bằng cách như thế nào Si? Bấm tên này hả? Enter rồi Windows đâu? Enter thì ở đây. Windows thì ở đây. Còn đây là chỉ có những cái bấm số. Rồi. Đó, vậy là đó. Các bạn vừa thấy iPad, cái chưa điện tử, iPhone, rồi, và laptop, rồi, xin chào tạm biệt nha.